có hai cái dạng học design cho các bạn. Thứ nhất là các bạn học để cho nghề tay trái, và thứ hai là các bạn học để nghề tay phải. Thì hai cái dạng này nó khác nhau hoàn toàn, và nó sinh ra hai cái thể loại trường lớp rất là khác nhau mà nhiều người không có để ý. Nghề tay trái là sao? Là khi các bạn là content writer hay các bạn là một người làm cái ngành khác nhưng mà các bạn muốn học thêm design để nó bổ trợ cho cái công việc của các bạn, thì uy tín là nghề tay trái. Và thường nếu mà để các bạn học nghề tay trái thì các bạn chỉ cần học phần mềm thôi, thì tầm đâu đó 3 tháng, 6 tháng là các bạn đã có thể làm những cái bài đăng mạng xã hội rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn quyết định là đi theo design thì các bạn sẽ phải học ở một cái chỗ dạy tư duy. Mà cái sự quan trọng của tư duy thì Huy nghĩ là rất là nhiều bạn cũng đã hiểu cái điều đó rồi. Còn nếu bạn nào chưa có tìm hiểu nhiều thì có thể xem lại những cái video trước của Huy ha. Nếu mà các bạn chọn học theo kiểu nghề tay trái đó, thì các bạn sẽ chọn những cái trường hay là những cái trung tâm đào tạo mà họ dạy phần mềm, có thể là nhanh, là nhiều phần mềm thì nó ok. Nhưng mà nếu các bạn học nghề tay phải mà các bạn học ở một cái trường mà đào tạo tay trái, các bạn sẽ thấy nó không có đủ sâu. Cho nên là tùy cái nhu cầu của các bạn đó các bạn chọn ha. Và khi mà các bạn chọn trường á thì đừng quan tâm nhiều nó là đại học, cao đẳng hay là trung tâm gì hết. Tại vì thực tế có những trường đại học đào tạo rất tốt nhưng mà cũng có những trường đại học đào tạo không có đủ sâu. Thì cũng có những trung tâm đào tạo theo cái kiểu rất là nhanh gọn lẹ, mì ăn liền để các bạn làm nghề tay trái nhanh nhất có thể và tiết kiệm. Nhưng mà cũng có những trung tâm đào tạo rất là mắc tiền và thời gian rất là dài để mà các bạn có thể học nhiều hơn về tư duy. Cho nên là khi mà các bạn chọn trường thì chủ yếu là theo lời khuyên của Huy, các bạn hãy nhìn cái chương trình đào tạo của nó để xem xét là liệu nó có dạy tư duy hay không, và các bạn nghĩ sao, các bạn thấy nó có đủ đúng cái nhu cầu của các bạn hay không. Các bạn có thể hỏi tư vấn, thì thường trường sẽ có những cái bộ phận tư vấn mà làm rõ cái điều này cho các bạn. Thì vậy thôi ha, thì Huy chỉ muốn gửi gắm với các bạn là các bạn khi mà chọn trường thì nên nhìn cái chuyện đó, tư duy hay phần mềm. Rồi, thì bây giờ Huy muốn các bạn làm một cái để Huy hiểu hơn và các bạn khác cũng có thể xem được, đó là bạn đã học trường nào và theo bạn cái trải nghiệm của các bạn học cái trường đó nó là tư duy hay là phần mềm, có đủ sâu sắc hay không, thì các bạn hãy comment ở dưới để mà mọi người cùng xem ha. Rồi, bye các bạn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.